Chào mừng bạn đã đến với chương trình podcast của Nghe Luôn. Để nghe thêm các bài học được chắt lọc từ những cuốn sách hay nhất trên thế giới hiện nay, hãy cài đặt Nghe Luôn từ iOS App Store bạn nhé. Xin chào các bạn. Chắc các bạn đã biết đến Sadhguru. Ông là một triết gia Ấn Độ nổi tiếng cả thế giới bởi những bài nói chuyện rất sâu sắc cho tất cả khán thính giả trên thế giới. Ông là một yogi và là nhà thần bí sâu sắc của thời đại chúng ta. Là một nhà nhân đạo có tầm nhìn xa trông rộng và là một nhà lãnh đạo tinh thần lỗi lạc. Ông là một guru đương đại, làm việc không mệt mỏi để hướng tới sự khỏe mạnh về thể chất, tinh thần và tâm linh của tất cả mọi người. Dành cho những ai muốn nắm bắt nhanh những ý tưởng uyên thâm của Sadhguru, Nghe Luôn xin chuyển thể một số bài nói chuyện của ông sang tiếng Việt. Sau đây là bài nói chuyện của Sadhguru với tựa đề How to never get angry or bothered by people. Trong cuộc đời tôi đã nói chuyện với nhiều người. Tôi đã nói chuyện với những người nhập ngũ. Tôi đã nói chuyện với những người trong nhà tù. Tôi đã nói chuyện ở nhiều nơi. Có một mối quan hệ giữa tình nguyện và sự sẵn lòng. Tôi đang hỏi tất cả các bạn, ngay bây giờ, các bạn bị bắt buộc phải ở đây hay các bạn ở đây tự nguyện? Khán giả: tự nguyện. Sadhguru: ồ, cảm ơn bạn. Vì vậy, bạn sẵn sàng ở đây. Không phải làm điều gì đó một cách tự nguyện. Điều cơ bản của niềm vui có phải như vậy không? Tuy nhiên, hoạt động đơn giản hay ngu ngốc hoặc ngu ngốc đó là tôi đang làm điều gì đó tự nguyện, tạo ra một thế giới khác biệt. Có phải như vậy không? Sự khác biệt giữa thiên đường và địa ngục chỉ là thế này. Bạn đang tự nguyện làm điều gì đó, đó là thiên đường của bạn. Bạn đang làm điều gì đó một cách không tự nguyện, đó là địa ngục của bạn. Chúng ta đã có thái độ về những gì chúng ta thích và những gì chúng ta không thích. Tôi thích người này, tôi không thích người này. Bây giờ với người này, tôi sẽ làm mọi thứ một cách tự nguyện. Với người này, tôi sẽ làm những thứ mà tôi không muốn làm. Có hai con người, hai khía cạnh của cuộc sống, hai cộng đồng, hai quốc gia, hai nhiều thứ. Điều này tôi sẽ làm một cách tự nguyện. Điều này tôi không muốn làm. Điều này có nghĩa là tôi đã quyết định trong đầu rằng điều này tốt, điều kia là xấu. Ngay cả trên các kênh tin tức quốc gia, tôi cũng nghe người ta nói rằng kẻ tốt đã làm điều này và kẻ xấu đã làm điều đó. Một khi bạn có kiểu suy nghĩ này, bạn sẽ là một thảm họa cho hành tinh. Nó chỉ là một câu hỏi về thời gian. Thời điểm bạn quyết định đây là người tốt, đây là người xấu, bạn đang lặp lại những gì người Mỹ đã ăn sâu vào xã hội của họ. Một thế giới hai cực. Không, không có người tốt và không có người xấu. Mọi người đều đang dao động giữa hai thứ. Nếu bạn tạo ra một bầu không khí tuyệt vời rất dễ chịu, mọi người sẽ cư xử tuyệt vời. Nếu bạn tạo ra một bầu không khí khó chịu, rất nhiều người sẽ hành động khó chịu. Có phải thế không? Có kẻ vui và kẻ khổ, nhưng không có người tốt và người xấu. Thời điểm chúng ta nghĩ rằng chúng ta là người tốt, thì chúng ta được quyền tiêu diệt cái xấu, phải không? Ồ, nhưng chúng ta đã tiêu diệt rất nhiều người trong một thời gian dài, trong các cuộc chiến tranh và qua các xung đột. Đã đến lúc phải dừng điều đó lại. Bởi vì con người ở các mức độ kinh nghiệm và hiểu biết khác nhau. Có rất nhiều người, bất kỳ ai không giống bạn, rõ ràng là xấu, phải không? Không phải về sao? Những người không giống tôi phải là những người xấu. Bởi vì cơ sở của lòng tốt và những gì bạn cho là lòng tốt là do bạn quyết định. Không, bạn không có quyền để làm điều đó. Sẵn sàng có nghĩa là thế này. Tôi chỉ sẵn lòng. Tôi 100% đồng ý với cuộc sống. Tôi không tán thành cái này và cũng không phản đối cái kia. Không, tôi chỉ gật đầu với cuộc sống. Nếu bạn 100% đồng ý với cuộc sống, bạn là một tình nguyện viên. Bạn đã trở thành một người sẵn sàng sống.
bạn đã trở nên sẵn sàng đến mức bạn không có ý chí của riêng mình. Mọi người hỏi tôi, Sakuru, làm thế nào để ngài làm việc với tất cả những con người này? Tất cả các loại câu hỏi khủng khiếp mà họ đang hỏi. Họ đang làm điều này, họ đang làm điều kia. Tôi nói, cuộc sống của tôi không phải là về họ, đó là về tôi. Đó là về cách tôi như thế nào, đây là về tôi. Không quan trọng họ như thế nào, đó là sự lựa chọn của họ. Nhưng tôi như thế nào, là do tôi lựa chọn, đây là cách của tôi. Họ làm điều gì không quan trọng, còn tôi vẫn như thế này. Bởi vì tôi đã không trao quyền tự do đó cho bất kỳ ai. Không ai có thể làm tôi khó hiểu. Không ai có thể làm cho tôi tức giận. Không ai có thể làm cho tôi hạnh phúc. Không ai có thể làm tôi không vui. Những đặc ân này tôi giữ cho riêng mình. Đã đến lúc bạn làm điều đó. Bởi vì nếu ai đó khác có thể quyết định điều gì đó có thể xảy ra với bạn ngay bây giờ, thì đó chẳng phải là chế độ nô lệ cuối cùng hay sao? Phải không? Người khác có thể quyết định điều gì sẽ xảy ra bên trong bạn. Tất nhiên là những gì xảy ra xung quanh bạn, rất nhiều người quyết định. Những gì xảy ra xung quanh chúng ta không phải là chúng ta 100%, nhưng những gì xảy ra trong tôi phải là do tôi tạo ra, phải không? Ngay bây giờ, bất kỳ ai cũng có thể khiến bất kỳ ai khác phải lo lắng. Vì họ không làm điều gì đó một cách tình nguyện. Họ không muốn. Tình nguyện có nghĩa là bạn không có ý chí của riêng mình, mà là bạn có thể làm bất cứ điều gì cần thiết. Mọi người tiếp tục đến với tôi hàng ngày và nói, Sakuru, tôi không thể làm việc này với người này. Cô ấy quá kinh khủng, tôi không thể làm được. Tôi nói với họ, hãy xem trong thế giới này, đây là loại người đang tồn tại. Như thế này, như thế này, như thế này, như thế này. Loại người này ở đó. Nhưng nếu bạn muốn làm việc với những người lý tưởng, bạn phải đi đến thiên đàng. Nhưng nếu bạn nghĩ những gì bạn đang làm là rất quan trọng, bạn phải học cách làm việc với tất cả những người kinh khủng này. Đây là cách thế giới đang vận hành. Nếu bạn nghĩ những người bạn đang làm là rất quan trọng, bạn học cách làm việc với tất cả loại người, bạn sẽ thấy những người kinh khủng cũng có thể làm được những điều tuyệt vời. Đúng, nhưng nếu bạn muốn làm việc với những người lý tưởng, bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ ai. Nếu bạn sẵn lòng, bạn sẽ tìm ra cách. Cảm ơn các bạn đã nghe hết podcast này. Chúc bạn một ngày thật vui tươi và tràn đầy năng lượng.